Cây diếp cá vừa là rau ăn vừa giúp lợi tiểu, giảm mụn nhọt. Rau diếp cá là một loại rau ăn sống khá phổ biến ở nước ta và được sử dụng hàng ngày làm thức ăn, nhưng đối với nhiều người, rau diếp cá không dễ dàng ăn mà thậm chí còn gây cho người ăn cảm giác khó chịu vì mùi tanh của nó. Đây cũng chính là đặc trưng của loại rau này mang lại. Tuy nhiên, rau diếp cá đã được các chuyên gia tìm thấy có nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, giúp trị mụn trứng cá, cải thiện hoạt động của đường hô hấp. Vậy sử dụng rau diếp cá như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? Bài viết này sẽ cung cấp thêm những thông tin này để mọi người cùng nhau tham khảo nhé. Còn có tên là cây lá dấp, ngư tinh thảo. Tên khoa học Hautuinia cordatathun, thuộc họ lá dấp sâu Ruraceae. Mô tả cây diếp cá. Cây diếp cá là một loại cỏ nhỏ, mọc lâu năm, ưa chỗ ẩm ướt, có thân rễ mọc ngầm dưới đất. Rễ nhỏ mọc ở các đốt, thân mọc đứng cao 40cm, có lông hoặc ít lông. Lá mọc cành, hình tim, đầu lá, hơi nhọn hay nhọn hẳn. Hoa nhỏ màu vàng nhạt, không có bao hoa, mọc thành bông, có 4 lá bắc màu trắng. Trong toàn bộ bề ngoài của cụm hoa và lá bắc giống như một cây hoa đơn độc, toàn cây vỏ có mùi tanh như cá. Hoa nở về mùa hạ vào các tháng 5 đến 8. Rau diếp cá thuộc nhóm cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng chừng 20-40cm, thân rễ diếp cá mọc ngầm dưới mặt đất. Rau diếp cá có hoa màu vàng nhạt và lá cây hình tim, màu xanh sẫm, mọc so le. Lá diếp cá khi vò nát có mùi hơi tanh như mùi cá. Ở Việt Nam, trước đây rau diếp cá mọc hoang dại nhiều ở các tỉnh miền núi, Trung Du và Đồng Bằng. Sau này, rau diếp cá được đưa về trồng ở vườn để làm thực phẩm cũng như làm thuốc giúp cải thiện các tình trạng sức khỏe. Phân bố thu hái và chế biến, mọc hoang ở khắp nơi ẩm thấp trong nước ta. Nhân dân thường hái về ăn với cá, toàn cây hái về dùng tươi hay phơi khô hoặc sấy khô. Tác dụng dược lý. 1. Diếp cá có tác dụng lợi tiểu. Tính chất lợi tiểu này do chất quercetin và các chất vô cơ chứa trong diếp cá. Dung dịch có 1/100.000 phân tử lượng quercetin vẫn còn có tác dụng lợi tiểu rất mạnh. Chất isquercetin cũng có tác dụng lợi tiểu. Nhật dược chí 1936. 2. Một ý kiến khác cho rằng những dẫn xuất của Diocif, Lavonol đều có tính chất của rutin, nghĩa là tăng sức chịu đựng của vi tí huyết quản làm cho huyết quản khó đứt vỡ. Nhật chí dược 1951. 3. Chất cốc đà linh. Cốc đà linh có tác dụng kích thích da gây phồng, công dụng và liều dùng. Tính vị theo đông y, cây hơi lạnh, hơi có độc, vào phế kinh, có tác dụng tán nhiệt, tiêu ung thủng, dùng hỗ trợ chữa phế ung. Ngoài dùng hỗ trợ chữa ung thủng, trị vết lở loét, nhân dân dùng cây diếp cá trong những trường hợp tụ máu như đau mắt hoặc trong bệnh trĩ lòi dơm, sắc nước uống với liều 6-12g, đồng thời sắc nước lấy hơi xong rồi rửa. Nhiều người dùng thấy khá hiệu nghiệm, ngoài ra còn có tác dụng thông tiểu, hỗ trợ chữa mụn nhọt, kinh nguyệt không đều, liều dùng trung bình 6-12g một ngày, sắc, bột viên. Bài thuốc hỗ trợ chữa viêm sưng tai giữa, sưng tắc tia sữa, cây diếp cá khô, 20g táo đỏ, 10 quả nước, 600ml sắc còn 200ml. Chia 3 lần uống trong ngày. Lưu ý khi thu hái rau diếp cá ngoài tự nhiên, ai chúng ta cũng hầu như biết đến những công dụng tác dụng mà rau diếp cá mang lại, nhưng không phải ai cũng biết và sử dụng đúng loại cây này. Ngoài tự nhiên, có một số loại rau dại khá giống với rau diếp cá nên mọi người cần cẩn thận khi thu hái, tránh ăn phải cây dại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.